Alo ạ. Đầu tiên xin chào tất cả anh chị các bạn. Trong bài video lần này, hôm nay chúng ta sẽ review về thị trường một cái phiên giao dịch hết sức là tàu lượn. Vì sao mình lại dùng từ như vậy? Bởi vì là chúng ta đã chứng kiến câu chuyện là thị trường tăng vào buổi sáng rất là mạnh, nhưng sau đó thì lại có áp lực điều chỉnh giảm vào phiên chiều. Thì điều gì đang diễn ra ở phiên giao dịch ngày hôm nay và chúng ta sẽ có chiến lược giao dịch như thế nào cho những ngày sắp đến? Thì đây là cái chủ đề hôm nay mà chúng ta review qua thị trường một tí nhé. Đầu tiên là trong bài review này mình cũng đánh giá câu chuyện là tác động của việc quỹ MSCI phần nào đó đảo danh mục đã khiến cho cái tác động đến không phải mỗi thị trường của chúng ta mà áp lực nó đến với rất nhiều các cái chỉ số của thị trường toàn cầu. Thì đó là cái điều mà mình muốn nhấn mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thực tế ra là chúng ta vẫn có rất nhiều yếu tố mà tác động đến câu chuyện của thị trường toàn cầu chứ không phải là mỗi thị trường không. Chúng ta hãy cùng xem qua một tí về câu chuyện của chỉ số nước ngoài nhé. Hầu hết các cái hợp đồng ngày hôm nay ấy bị điều chỉnh giảm và đây là tác động mà lớn nhất đến với diễn biến của thị trường trong phiên chiều. Thì đang kỳ vọng là nếu trường hợp tác động như thế này thì sẽ tác động tiêu cực hơn nữa đối với thị trường ở trong nước, ít nhất là đến một hai phiên giao dịch nữa khi mà chúng ta đã có một vài đà tăng trưởng rất là mạnh của những phiên trước đó rồi. Ok, nhưng mà cái điều là chúng ta sẽ cần kỳ vọng ở thời điểm này là liệu giá nó có thật sự xấu hay không, vận động thị trường có thật sự xấu hay không. Chúng ta hãy cùng xem qua một tí nhé. Thứ nhất là về VN Index nói chung. Nhìn vào câu chuyện của VN Index, VN Index thì nhìn câu chuyện như thế nào? Thì nếu mà trong phiên giao dịch ngày hôm nay ấy, thì cái áp lực bán hoàn toàn đến từ phiên chiều, tức là đến buổi chiều là bắt đầu áp lực bán khá dồn dập. Nhưng mà gọi là mạnh hay không ấy, thì mình không đánh giá là quá mạnh đâu khi mà thanh khoản của toàn phiên sáng, cũng như là thanh khoản những cái phiên giao dịch của từ từ thời điểm của từ 10 giờ cho đến thời điểm của 1 giờ đến 1 rưỡi chiều ấy. Thì cái thanh khoản bán thật sự nó chỉ dồn vào thời điểm của sau 2 giờ thôi. Còn còn cái thời điểm trước đó thì giá vẫn đang cân bằng, dao động khá là cân bằng. Thì điều này đang nói là câu chuyện là gì? Đó là cái việc mà động lực tăng trưởng nó đang bị gặp một cái áp lực chốt lời ngay từ cái thời điểm giao dịch của bên bên thị trường bên bên thị trường chính là thị trường VN Index. Thì cái câu chuyện mà giá bị chốt lời này nó đến từ cái cản của cái vùng kháng cự mạnh. Đây là cái cản kháng cự mạnh nhất của vùng giá là 1.274. Thì hôm nay thì giá cũng đã chạm đến 1.274 rồi. Và sau đó là một cái lực rơi bắt đầu xuất hiện, là rơi rất rất là mạnh và rất là khỏe. Và nhìn chung ấy, để mà gọi là thị trường có xấu hay không thì mình đánh giá câu chuyện là thị trường không hề xấu, thị trường vẫn đang ổn, vẫn đang tốt. Tuy nhiên là để mà thật sự là giá có bứt phá được cái vùng cản kháng cự này mạnh mẽ và thật sự là có vượt được hay không ấy, thì chúng ta sẽ cần nhiều sự hỗ trợ hơn. Đó là cần cái sự lan tỏa của dòng tiền từ phía VN30 dồn sang bên bên VN Index nói chung. Còn nếu mà trường hợp mà không có sự lan tỏa rộng rãi hơn ấy, thì lúc này mới là cái điều mà chúng ta lo ngại nhất, đó là cái việc mà kéo trụ để mà xả các cổ phiếu nhỏ. Nhưng mà rất may là hôm nay câu chuyện này đã không diễn ra, và thậm chí là mình đánh giá một dấu hiệu tích cực hơn khi mà chúng ta nhìn vào cái chênh lệch với Basic. Xét về chỉ số của VN30 và VN Index thì cái việc mà ưu tiên có chuyện lan tỏa thì vẫn chưa thật sự là chưa chưa diễn ra, và chúng ta có thể thấy rõ là câu chuyện gì. Đó là mặc dù là VN Index cũng chỉnh, VN30 cũng chỉnh, nhưng cái câu chuyện là điều chỉnh tích cực khi mà rất nhiều phiên tăng trưởng chưa đáo rồi. Và thứ hai nữa là cái chênh lệch basic của VN30 và VN30 và VN Index thì bắt đầu có dấu hiệu thu hẹp trở lại. Thì đây là yếu tố mà mình đánh giá là yếu tố tích cực đối với thị trường lần này. Thật thật sự mà nói là yếu tố đã gọi là tích cực rồi, không không cần phải đắn đo gì thêm. Và nếu mà việc hỗ trợ của thị trường ngày hôm nay ấy, thì mình để ý là chỉ có một số các cổ phiếu mà mang tính là cổ mid và cổ penny xuất hiện nhiều hơn là đối với cổ về VN30. Thì đây cũng là điều khá dễ hiểu khi mà một thời gian dài cũng tương đối là đáng kể là cái chỉ số VN30 đã kéo và dẫn dắt thị trường rất mạnh, và do vậy là áp lực bán nó cũng xuất hiện, và cái áp lực bán mạnh hơn với VN30. Áp lực bán mạnh hơn VN30 này cũng khiến cho một thời gian dài này, 3 tháng này, 1 tháng 1 tuần đều tăng trưởng mạnh hết. Thì hôm nay cái câu chuyện mà giảm nó khoảng là 0.84% thật sự là nó không không đáng kể, nhưng mà cũng đủ để chúng ta cảm thấy là cái rủi ro thị trường bắt đầu có dấu hiệu tăng cao rồi.
Thì đó là một số nhìn nhận ở phiên giao dịch của ngày hôm nay. Cái rủi ro của thị trường bắt đầu xuất hiện, và nhưng cái yếu tố mà điều chỉnh nó có mạnh hay không thì mình đánh giá là yếu tố điều chỉnh thật sự chưa đủ, gọi là thật sự chưa quá mạnh để khiến cho chúng ta cảm thấy quá lo lắng, mà đơn giản chỉ là những cái câu chuyện là diễn biến khi mà với VN Index thì nó đang chạm vào ngưỡng cản 1.274, đây là ngưỡng cản rất mạnh và đây là vùng đỉnh cũ của giá. Trong khi đó là với VN30 thì nó lại mang cái tính là kiểm chứng lại cái vùng cản nhiều hơn. Câu chuyện là thật sự là giá bị điều chỉnh giảm. Nhưng với mỗi thị trường của phái sinh VN30 F1M, VN30 F1M thì áp lực điều chỉnh mạnh hơn, thì đây cũng là điều yếu tố mình đánh giá là cũng đúng thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào câu chuyện mà chênh lệch basic với VN30 nhá, thì với VN30 thì chênh lệch basic đây là cái câu chuyện chính mà khiến cho biến động của giá mạnh hơn. Đó là khi mà cái cây nến trước đó ấy, là phiên giao dịch của ngày hôm qua, thì chênh lệch phái sinh đã kéo tăng basic dương là 4 điểm. Thì ngày hôm nay thì áp lực điều chỉnh kéo lên khoảng là âm 9 điểm. Thì nói cách khác là việc mà phái sinh nó biến động mạnh hoàn toàn đến từ câu chuyện basic nhiều hơn là đến từ câu chuyện của chỉ số VN30. Thậm chí là cái việc áp lực bán ấy, nó đã được xác nhận rõ từ cái thời điểm mà xác lập vùng đỉnh trước đó rồi. Và do vậy là điều chúng ta cần là gì ạ? Giá sẽ phải kiểm chứng lại ở cái vùng của 1.300 trước khi mà thật sự là cái việc áp lực đủ khỏe để chúng ta có thể tiếp tục kéo đà tăng cho chỉ số, nhất là với VN30 thời điểm này. VN30 1M thì thời điểm này. Và nếu mà nhìn vào bản đồ tăng trưởng của dòng tiền ấy, thì mình cũng có thể đánh giá là thật sự là chúng ta vẫn đang ở trong một cái tình huống là dòng tiền vẫn đang tốt, không phải là yếu tố quá xấu đâu. Nếu mà nhìn vào câu chuyện thị trường vào thời điểm này nhé, thì anh chị có thể thấy là cái việc mà dòng tiền đang vào này, và dòng tiền đang vào và đang đổ mạnh thêm vào thị trường, và cái áp lực bán ấy nó cũng đến từ câu chuyện là cái dòng tiền rút ra ấy, gọi là dòng tiền chậm hơn của một tháng này, thì cái lực mua và lực bán đang gần như là sát vào nhau. Nói cách khác là chúng ta đang chứng kiến những câu chuyện là điều chỉnh, cái câu chuyện là điều chỉnh chốt lời của những cái dòng tiền trước đó. Thực tế ra là ví dụ như anh chị có mua về những cổ phiếu mà đã tăng trưởng mạnh đi, ví dụ như là chúng ta hãy xem thử cổ phiếu TCB đi, thì thực ra là TCB vẫn không bị gãy một cái trend xu hướng nào cả, mà đơn giản là nó đang bị gặp một áp lực chốt lời sau quá nhiều phiên tăng trưởng mạnh rồi. Thì hôm nay phiên này là một lực điều chỉnh mà đánh giá là cần thiết đấy. Hay là với VCB đi, thì bắt đầu là đấy, chúng ta có một nhịp chỉnh nhưng nó đã trở lại cái gọi là pha tích lũy quan trọng nhất. Hay là với CTG, phiên giao dịch thị trường ngày hôm qua tăng rất mạnh với CTG. Với CTG thì rõ ràng là áp lực chỉnh đã có xuất hiện, nhưng mà áp lực chỉnh lần này anh chị để thấy ấy, là chỉnh với vốn rất bé. Tức là cái áp lực bán ra của với CTG đi cũng không phải là quá là mạnh. Đó là một cái thông tin mà mình nghĩ là cũng cần thiết là chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan vào thời điểm này. Đó là cái rủi ro về thị trường ấy thì chắc chắn là có, khi mà cái chênh lệch basic giữa VN30 và index rất lớn. Nhưng mà cũng không vì như vậy mà chúng ta cảm thấy là quá là đáng sợ hãi với thị trường thời điểm này, khi mà mọi thứ vẫn đang rất ổn. Đang rất ổn, còn thêm một yếu tố nào nữa, đó là ở câu chuyện là khi mà cái dòng tiền mua lên và bán ra này, nó đang ở trong một trạng thái gọi là trạng thái thận trọng và nghi ngờ, thì lúc này là áp lực điều chỉnh là câu chuyện cần thiết để kiểm chứng lại là xem cái lực bán có đủ mạnh hay không. Trong khi đó là đà lan tỏa thì vốn hóa thì vẫn dừng ở cái vị thế, gọi là vị thế không phải là vùng gọi là vùng quá mua đâu. Hay là trên này chúng ta cũng thấy những câu chuyện tương tự là không phải là vùng quá mua. Trong khi là đà lan tỏa thanh khoản cũng thế, lan tỏa thanh khoản thì nó được bị phân kỳ rất là rõ. Và cái điều mà chúng ta cần là theo thanh khoản nhé, tức là theo những cổ phiếu nhỏ và vừa hơn ấy, thì nó sẽ bắt đầu kéo tăng trưởng trở lại từ đây. Do vậy là trong bản đồ này mình có thể kể thêm một cái đường nữa, là cái đường mà nhìn vào cái xu hướng đi, nhóm blue này, nhóm mid này và cổ phiếu small đi. Thì bây giờ ấy là nhóm blue đang ở cái gọi là đang có một cái nhịp mà điều chỉnh rồi. Thì bây giờ tiền nó đang về lại nhóm mid và về lại nhóm small, tức là nhóm vừa và nhỏ ấy. Thì đây là yếu tố mình đánh giá là cái dòng tiền xoay chuyển rất là ổn và nó rất là mềm mại. Và đây là yếu tố mình đánh giá là khá ổn đấy. Trong khi đó là chờ mua và chờ bán với vốn hóa toàn thị trường, cũng như là chờ mua và theo thanh khoản ấy, thì có thể thấy câu chuyện là thực ra dòng tiền không bị quá hưng phấn. Ngày hôm qua ấy, thì họ đang chờ bán, nhưng hôm nay thì họ cũng như là xem như xả xong rồi. Thì nó cũng ít nhiều liên quan đến câu chuyện của MSCI ngày hôm nay. Nhưng mà cơ bản là nhiều khi là bị tác động lớn bởi cái câu chuyện của thị trường, tâm lý của thị trường chung nhiều hơn là tác động từ cái phía thị trường Việt Nam nói riêng. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là khi mà chúng ta nhìn vào bản đồ tăng trưởng của dòng tiền ấy, thì có thể thấy câu chuyện là về nhóm ngân hàng này, và nhóm tài nguyên cơ bản, và nhóm công nghệ thông tin, cũng như là nhóm bán lẻ,
thì cái câu chuyện về nhóm ngân hàng ấy, cái dư địa vẫn còn, nhóm tài nguyên cơ bản dư địa vẫn còn, và cái nhóm mà bán lẻ hiện nay là đang là giữ cái vai trò trọng trách khá lớn. À, bây giờ cái nhóm ngân hàng này là điều quan trọng nhất mà dẫn dắt thị trường ngày hôm nay. Thì ngân hàng ấy có một áp lực điều chỉnh, áp lực điều chỉnh cả rất nhiều cổ phiếu và ngân hàng đã rơi, và rất nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng này rơi đã khiến cho chỉ số VN30 rơi, chứ cũng không hẳn là vì là chúng ta gặp áp lực chốt lời từ các cổ phiếu khác. Thì đây là yếu tố mình đánh giá là nó cũng mang tính chốt lời nhiều hơn thôi, và mọi thứ vẫn đang rất là ổn cho đến thời điểm này, không bị ảnh hưởng quá là sâu. Trong khi đó nhé, cái nhóm tài nguyên cơ bản thì cái nhóm cổ phiếu mà mình đánh giá là tích cực nhất trong giai đoạn này ấy, ví dụ như là cổ HPG này, thì áp lực điều chỉnh, với áp lực điều chỉnh của HPG cũng như là nhóm ngành thép ấy, một phần nữa cũng thể cái quan điểm là giá thép đã tăng trưởng rất là dài trong thời gian rồi, và với HPG cũng gọi là câu chuyện extension. Vì sao mình lại dùng là câu chuyện mà tăng trưởng mở rộng? Bởi vì nó thực ra ấy, với HPG thì nó đang đang là ở câu chuyện là cái vùng của 161.8 cơ. Tức là HPG gọi là đã tăng trưởng đến cái mức mà gọi là nền giá cao rồi. Do vậy là nhìn vào cái câu chuyện dư địa của cái đà tăng của những cổ phiếu này vẫn còn hay không, mình đánh giá là vẫn còn chứ không phải hết. Tuy nhiên là để chúng ta mua lên được hay không ấy, chúng ta phải chấp nhận câu chuyện là rủi ro của cái đà tăng HPG lần này nó sẽ lớn hơn so với những cái vùng nền giá trước đó. Chúng ta cũng đã bắt đầu có nền 2, nền 3 rồi, là bắt đầu cũng còn gần hết một chu kỳ ngắn hạn rồi. Thì đó là một điều mà mình đánh giá là cần phải hết sức lưu ý nhé. Hay là những cái cổ phiếu mà cũng mang tính là đề phòng Covid đi, cổ phiếu của FPT đi, vẫn có một nhịp tăng, và hôm nay và hôm qua thì cái hiệu suất đầu tư vẫn ổn, cũng không bị ảnh hưởng quá là nhiều đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái việc mua bán của thị trường ngày hôm nay ấy, mình đánh giá là thật ra là không xấu, không quá xấu. Nhưng mà để mà chúng ta mua lên khi mà một nhịp, nhịp điều chỉnh giảm ấy, thì lúc này mình lại phải phải cẩn trọng hơn khi mà mua khi nào. Bây giờ nếu mà trường hợp muốn mua với VN-Index nói chung ấy, thì chúng ta phải nhìn lại cái câu chuyện của thị trường lúc này. Đó là hiện nay nó đang ở trong một cái vùng là xác lập một cái gọi là cái nêm rồi. Và cái nêm rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần nó bứt phá nêm. Thì cái viễn cảnh này nó y hệt như những gì mà chúng ta đã trải qua, như những gì mà chúng ta đã trải qua trong thời điểm mà giá vượt 1.200, hay là VN-Index ở trong cái khu vực mà vượt 1.200 là vùng mà thời điểm này. Nó cũng tương tự như vậy, cũng xếp một cái vùng nêm giá, và sau đó là giá ít nhất là cũng một vài phiên chỉnh, sau đó mới kéo tăng. Chứ cũng chưa thể là mà kéo tăng lên ngay được, chúng ta hoặc là tăng lên ngay ấy, thì lúc này chúng ta chiến lược giao dịch là chúng ta chỉ giải ngân khi mà thật sự là giá đã vượt qua cái vùng gọi là vùng chốt lời ở cái vùng của 1.271 kéo lên, vượt bứt phá khoảng cái vùng biên break này thì chúng ta có thể giao dịch được. Còn nếu trường hợp xấu ấy, thì chúng ta lại phải cần một cái nhịp nhún, hai nhịp nhún gì đó để ít nhất là giá tích lũy lại một cái vùng đủ để chúng ta tiếp tục là một cái câu chuyện vượt vượt vùng đỉnh mới nhé. Với VN30 thì câu chuyện dễ chịu hơn. VN30 thì cũng một phần khẳng định rõ là khả năng thị trường vượt rất là đáng kể, và do vậy là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào vào cái đà tăng trưởng của thị trường nếu mà nhìn vào chỉ số VN30 nói riêng. Còn nếu mà nhìn vào thị trường nói chung ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có sự cẩn trọng hơn khi dòng tiền thời điểm này quá sức chọn lọc, nó không phải là giải đều tất cả mọi mã mà nó chọn lọc một số cổ khỏe và cổ có thể có giao dịch được, và sẽ tập trung vào những cổ như vậy thôi. Ví dụ như là cổ Masan hôm nay cũng nhịp chỉnh. Những cổ bán lẻ như là FRT đi, nó bắt đầu dấu hiệu là tăng trưởng trở lại này, và đã có một nhịp chỉnh đủ rồi, bây giờ bắt đầu có nhịp tăng trưởng trở lại. Hay là một cổ khác, mình nhớ không nhầm là một cổ liên quan đến Mobile World và Digi World. Mobile World nhé, chúng ta cũng cùng xem qua thử cổ Mobile World như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy câu chuyện là Mobile World ấy cũng không, khi mà ảnh hưởng Covid thì chắc chắn là những cổ bán lẻ như thế này này, chắc chắn một điều là nó sẽ không có động lực tăng trưởng mạnh. Nhưng mà sau đó thì chúng ta có thể thấy câu chuyện là đang giữ được cái nền nền giá tốt, và thậm chí như DG World ấy, cũng đang có một nhịp tăng mà gần như là bứt phá vào chiếc hộp Davos. Thì nhìn chung là nhóm ngành bán lẻ mình đánh giá là cũng không quá xấu nhé. Mọi thứ vẫn đang ổn trong khu vực này. Ở trong cái vùng ngân hàng ấy thì vẫn là những cổ phiếu khỏe đang chiếm ưu thế, và một lần nữa thì cũng khẳng định câu chuyện là thị trường không phải quá xấu đâu, chỉ đơn giản là chúng ta cần phải chọn lọc hơn trong việc giao dịch thôi. Ok nhé, thì đó là một số yếu tố mình sẽ đánh giá vào trong giai đoạn hiện tại. Và nếu mà trường hợp giao dịch đi, chúng ta nhìn lại câu chuyện vào thị trường phái sinh, và chiến lược giao dịch của bên phái sinh thì sẽ là như thế nào, thì chúng ta hãy cùng xem qua về phái sinh nhé. Ở đây chúng ta hãy cùng xem qua một tí về chiến lược giao dịch trong đồ thị đến giờ. Với bên đồ thị của thị trường phái sinh, thì với phái sinh thì chúng ta có câu chuyện về giao dịch theo cái hướng của pivot. Mình hay dùng đồ thị này, chúng ta có thể áp dụng pivot để có thể giao dịch được nhé. Thì đó là nếu mà trường hợp mà giá mà test thành công cái vùng 1.340 thì rất nhiều khả năng là giá sẽ phục hồi trở lại, và chúng ta sẽ mua trong nhịp hồi.
và nhịp hồi thì lại tiếp tục kỳ vọng lên 1390 hoặc là 1395. Là đó là với phái sinh. Còn nếu mà trường hợp ngược lại mà giá mà bị sập thủng luôn cái vùng của đường của 1328, 1330 thì chúng ta có thể kỳ vọng là giá sẽ rơi về khu vực của cái vùng là 1304. Và do vậy nhá, chúng ta sẽ bỏ qua cái vùng này. Đây là cái vùng mà không kiểm soát này. Và do vậy chúng ta có hai chiến lược thôi. Nếu mà trường hợp mà giá bật lên từ cái vùng của 1340 thì chúng ta sẽ mua, và ngược lại mà xuống dưới cái vùng 1330 chúng ta có thể bán và bán về lại cái vùng 1300 nhé. Ok ạ, thì đó là một số nhìn nhận trong thị trường ngày hôm nay. Hôm nay là một phiên mà đảo pha cũng khá là khó chịu, nhưng mà với cái quan điểm của mình thì là nên cần cần có những pha như vậy để chúng ta có thể dàn xếp lại các vị thế giao dịch một cách thuận tiện hơn nhé. Ok ạ, thì đó là một số nhìn nhận trong bài video lần này. Và chúng ta và ok thì cũng mình cũng xin chúc cả nhà là một phiên giao dịch ngày mai thật sự thuận lợi, và xin chúc cả nhà là chúng ta sẽ cùng giữ vững quan điểm về 5K nhé, tức là cố gắng đề phòng phòng tránh Covid hiện nay cũng đang rất là căng thẳng với thị trường chúng ta rồi. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh chị trong bài video lần sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.